Hồi xưa bà nội chỉ gõ em cái ngay chân thôi. Mà em nhớ cho tới lúc mười mấy tuổi, ngay cái khi thời điểm đó em có thể gọi đó là lòng căm thù. Theo ông bà ngày xưa nó nói là thương con cho roi cho giọt, ghét con cho ngọt cho bùi. Thì chưa hẳn là đúng. Tại vì đứa trẻ nó giống như là con chim non vậy đó, đụng có thể là vỡ. Mình có thể là nói chuyện với con, chịu khó đi. Bữa nay nó chưa nghe được thì hôm sau nó nghe.